bóng này này giờ cứ muốn kiếm mua cũng phải có rồi. Dầu nay nhiêu lít mà? 30, nửa lít 10.000, giờ 20.000 lít. Dầu ở Việt Nam lâu lắm rồi em không quên, em không biết giá. Vậy là nó rẻ hơn xăng chút xíu. Em xin chào cả nhà nha. Bây giờ chuẩn bị đón bão, chiều nay sẽ vào ở cái khu vực miền Tây. Nên là bây giờ em đi ra các cửa hàng tạp hóa mua một ít đồ lớn giống như là giò hôi nè, rồi đàn cày, hột quẹt và một ít mì tôm. Rồi đi với em với mẹ nha anh chị. Hiện giờ thì học sinh được nghỉ học hết rồi anh chị ha. Học sinh nghỉ học 2 ngày. Rồi bây giờ mình sẽ đi lại cái cửa hàng nhỏ ở dưới quê để mua một ít đồ. Sáng ngày hôm qua thì không có mưa gió gì hết á, mà sáng nay bắt đầu trời mưa rồi các bạn. Mọi người cũng sáng lên chợ chủ yếu để mua lương khô thôi. Chuẩn bị sẵn, tại vì ở trong ủy ban á, nhà nước á, họ nói là mình chuẩn bị sẵn hành lý. Nếu mà có gì mà thay đổi á, thì họ sẽ bắt mình di dân. Nhưng mà trước mắt thì kiếm những cái ngôi nhà kiên cố ha. Còn những cái gia đình ngoài đê á, thì phải đi trước. Nhưng mà bữa nay mọi người ở nhà chuẩn bị đồ hết rồi, xếp gọn hành lý sẵn. Ở đây đường họ đang trải nhựa mà chưa xong nè, chứ hồi xưa là đường đá đỏ cực lắm. Đây là một cái siêu thị ở dưới quê. Này là cái cửa hàng nhỏ tạp hóa. Trời mưa này chắc là Nhật. Giờ vậy chứ chút tới chiều là chịu không nổi đâu, trời lạnh bão vô. Có đồ có. Còn mì không? Trời ơi. Còn mì tôm không? Còn mì tôm không? Còn. Tưởng đâu tao mua hết rồi. Ra tới đây quay gì vậy? Dạ. Vô quay trùm màn nó vậy. Quay vào ốc ra. Làm gì giờ này trùm. Dạ mua mì tôm. Bán thường mì thật cẩm. Bữa nay chị hai gửi mua gì quên hỏi người ta. Chắc mua mì tôm ăn ké. Bán 5 gói mì tôm chua cay. Chay hả? Không phải thảo tàu. Dạ, chay á. Hoàng Sơn thì 5 gói mì tôm chua cay. Lạnh. Lạnh rồi đây. Các bạn thấy cửa hàng dưới quê thì gọn gọn nhà nè, nhưng mà đủ thứ đồ hết á, không có cái gì không có hết á ha. Mấy bữa Úc bảo phải trùm cả. Sao trùm bảo sớm vậy cô? Lạnh hả? Yeah. Bán hết áo mưa rồi đó. Hết áo mưa hả? Hay là trữ để chờ chiều nay bán lên giá đây không biết. Đi dần chiều bán giá cao quá. Đi dưới hả? Đi dưới bà bác gì kia? Rồi, cơm các bạn ha. Hay đãi hơn hả? Dưới quê thì bánh kẹo chỉ có xào vậy thôi, cho mấy đứa nhỏ thôi. Út bán đèn cày, hột quẹt. Đây là giò hôi nước mắm đủ loại luôn nè. Đây có nay ngày mấy mình mà có tàu hủ vậy ta? Nay mùng 8. Vậy hả? Nay mùng 8 rồi. Vậy nó năm mùng 6 3.000 giá. Nước ngọt. Vậy bán mấy nước tàu hủ vậy chân. Đó cái bịch nó lượm Út đi thóc. Dạ. Bên kia là kẹo sữa. Nhiêu giá qua? Nó ăn chay luôn hả? Ăn chay cậu trời. Cậu cho bác Thái Dân An hả? 2.000 miếng. 2.000 miếng hả mà? Ừ. Ủa con tưởng mà mua hết thao chứ. Không có á. Nãy thấy tưởng miếng hả? Dạ. Mua sò bún thôi. 3 miếng thôi. Này còn nướng hổi nè. Cốt chiên luôn hả cô? Cốt chiên ngoài chùa nè. Rồi đảo ha, hay ha. Coi chừng nó hỏi làm sao, nó hỏi là con bán con miếng giá miếng hẹ nữa. Đây là quầy rau các bạn. Cũng đủ loại luôn ha, giá hẹ, đậu que, tỏi ớt. Này đậu bắp nè. nhiều bắp nữa đi. Ở đây có cà chua, dưa hấu, bí. Quay làm gì vậy? Qua hỏi. Dạ quay chơi. Quay chơi. Thằng lớn thằng nhỏ. Mày quay trưa nay cho mày mở lên mày thấy có mày nhỏ rồi nó đẹp chết và bự ta. Dạ cảm ơn con. Để lượng nhỏ nào con gì năm quên đây. Con cũng còn nhỏ mà. Nhỏ nào nay tuổi sủ á. Ai biết. Nhỏ nào tuổi sủ. Đây là trứng gà, trứng vịt. Con ơi 33 rồi. Dạ. Vậy là rang quá nhỏ Út. Nhỏ Út lại hả? Nhớ trữ lại để ăn nha, để tao mua bánh ráo không có. Lên nói trời bảo nơi lạnh chết chứ có gì chết. Mưa giờ bắn mì quá trời. Lạnh hả? Có lạnh gì đâu ớt. Đâu có lạnh gì đâu. Mấy cái hột quẹt đâu. Mấy cái hột quẹt không? Cho ăn 3 cái hột quẹt đi. Lạnh đâu lạnh. Cái giọng nước từ sáng giờ, giờ này bắt trùm mới xuống không? Vậy mà lạnh cái lạnh tới còn đi làm nó không có làm gì nữa. Lạnh. Đây là tiêu tỏi đường các bạn ha. Mua sợ cúp điện. Đó. Sợ là gãy cục điện rồi cúp còn lâu hơn nữa chứ còn cúp điện thì không có lâu. Dạ cứ có đồ sạc hết đi. Sạc dự phòng hết đi. Bữa nay với mai hả Bảo? Chiều nay vô 3 ngày đó. Dạ. Điện thoại rồi sạc rồi để dành hết. Đèn rồi. Qua đi chở đi. Tôi cũng chở đi vậy. Tỏi lên tí tao nó giỡn lên tao không lên thôi đi. Quay kia ngay cái nón. Quay ngay cái nón. Cái nón kìa. Quay phim lại lên cái nón kia mới quay lại bắt mưa. Ờ đi mưa mà nón nào tiết kiệm được rồi. Tao có thì đội nón rằng chứ tao lấy nón bảo hiểm đội nón. Ủa cái nón chứ lấy gì? Hà nó cũ mình đưa sửa luôn chứ nón mới ra cái lại xuống tiền. Rồi đâu tính. Em 20 có bà hai nữa. Quay qua nhiều nãy giờ đứng quay theo quay. Trời ơi. Gặp gái vậy quay không qua. Giờ lo còn mấy chục con dây kéo vô mẹ nó có bảo luôn đi. Chị Bảo dạ đi không chết ở nhà không chết mà đi chết á chen rồi đã cuốn lớp bà già phòng vậy nào lên xe hồi đó chen xuống Khối Phà ghê lắm dạ. Bảo số 5 20 năm trước rồi dạ 20 năm rồi đó đúng 20 năm rồi hồi đó là học lớp mấy 7.000 đâu bác anh Bảo học lớp 10 con học lớp không nhớ lớp 6 hay gì đó hồi đó tôi cầu đô nè rồi đó đi lên xe chen có bụng có bầu chị biết người ta mà nó đẩy mình lắm bà nó không té hơn bà già ha bà già ai lên xe 6 không có cái vụ cái phà chen 18 là 18 giờ chuẩn bị hành lý sẵn có gì thì chạy giờ cái chạy bớt lên xe cái dông cái dông đi đâu nữa dông nào không bảo bảo ở nhà chết tại hồi xưa sợ cái gì đi qua bệnh viện không được tại qua phà chứ còn giờ thì cũng tiện rồi giờ kiếm nhà nào kiên cố chui vô là được rồi. Dạ. Ai chở mình? Xe, mượn xe tải mình tới nhà lâu rồi đó. Vậy hả? Mượn nhà lâu không có đủ ở đâu. Đông mà. Xa đâu nhà lâu cũng ở đây là nhà lâu ha. Trong xa qua ra nó mượn xe tải không có đâu rồi. Tới sớm bây giờ lên mấy cái nhà ta ở trên cái làm mình xe tải. Có bộ, chị sao nở nó ra ngoài là phát mượn xe tải đâu biết rồi. Cô phát ra đóng lạnh thì tới mượn xe tải. Cô biết, còn mượn ngồi lọc cho nó biết bao nhiêu nói nè. Con này của chị. Nãy nhà mình mới mua dạ, xong hết rồi. Đèn dầu nãy ba mua rồi, với Xuyến mua mấy cái đèn sạc rồi. Dạ. Rồi em quay cho anh chị và các bạn xem một cái cửa hàng tạp hóa dưới quê rất là đầy đủ ha, nhỏ nhưng mà không có thiếu thứ gì hết á. Các bạn ở nhà thì chuẩn bị nhiều thứ nè, mới mua 2 cái đèn sạc nè, rồi sạc cắm điện sẵn ha. Đó, cắm điện sẵn rồi điện thoại rồi tất cả sạc dự phòng rồi sạc hết. Tại vì mình cũng phòng rủi ro sau bão á, nhiều khi cúp điện nữa. Rồi các bạn, bây giờ mình vô dầu hôi cho mấy cái đèn dầu. mới mua một khúc dầu hôi nè. Mấy cái đàn dầu này là mình vô xong rồi để sẵn, rồi mua ba cái hột quẹt rồi. Có đàn cày nữa. Mấy cái đàn dầu còn ở trên nhà trên phải không ạ? Để lên trển lấy vô đàn dầu luôn cho nó. Ở đây bị thiếu một cái bong bóng mà ơi. Bể hả? Bể đây gì đâu có bong bóng. Chợ một cái chỗ